Hello anh em nha, chào mừng em đến với channel của mình là Nick, nào 1 tỷ và tựa game mình chơi tựa game Ngọc Rồng Online. Anh em nhớ đăng ký subscribe và like giúp mình để video mình dễ lên xu hướng nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hiện tại thì game Ngọc Rồng Online của chúng ta đang có X3 kinh nghiệm. Anh em hãy vào và úp đệ tử, úp sức mạnh ngay thôi nào. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bản tin là server 5 thống trị các server còn lại. Lý do tại sao mà mình nói ra câu này? Bởi vì là hôm trước thì mình có thấy một cái danh sách gọi là danh sách xử lý vi phạm nhân vật vi phạm. Thì ở trong danh sách này thì có tên nhân vật này, server này, ngày mở khóa này và lý do bị khóa. Thì tất cả những cái ngày mở khóa ở đây thì toàn là bị khóa vĩnh viễn hết các bạn ạ, tức là không có ngày mở lại ấy. Ok, thì tên nhân vật thì mình không nói. Còn server thì anh em có thể để ý là server 5 gần như là điểm nhấn ở đây này, 90% là ở toàn server 5 thôi. Server 2 thì có 2 người thôi này. Server 1 thì có 1 người. À, server 2 có 1 người này, server 1 có 1 người này, server 6 có 2 người. Còn toàn lại tất cả đều là server 5. Và lý do quá ở đây thì là gian lận mod hack này, quảng cáo game không liên quan này, quảng cáo vi phạm này, rồi xúc phạm gây gua các thứ này. Và server 5 thì chủ yếu là sử dụng các phiên bản gian lận, tức là hack và mod đấy anh em ạ. Rất rất nhiều server 5 bị cái này. Và điểm đặc biệt nữa là người ở server 5 thì đặc biệt là tên toàn là Khang anh em ạ. Thế chính tỏ là cái người đứng đằng sau mà sử dụng cái tool hack này chính là một bạn tên là Khang anh em ạ. Anh em có biết là bạn Khang nào thì anh em hãy tag ngay vào bạn Khang đó nhá. Ok, thì tuy thì cũng không có gì vẻ vang gì, thế nhưng mà rất là nhiều các bạn comment này, tự hào này, Khang bị ban ác này, này server 5 nát vậy ta, quảng cáo game nhái, tự hào server 5 này, rất nhiều các bạn. Nhiều bạn thì nói rằng đây thì không có gì là vẻ vang cả, nhiều bạn thì lại nói là rất là tự hào. Thì nói chung là mình thì cũng thấy là cũng chả có gì vẻ vang cả, bởi vì đây là khóa vì tool hack, khóa vì là gian lận, giống như ở gian lận thi cử ấy. Nhưng mà nó cũng khá là ngầu đấy các bạn ạ. Các bạn cứ thử ví dụ đi. Bây giờ các bạn vẫn còn đang rất là ít tuổi đi, học lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 này. Nhưng mà các bạn rất là giỏi về công nghệ, các bạn có thể hack được với Facebook này, các thứ. Đây, các bạn đi đến lớp cảm giác là, gọi là cũng khá là, mình khá là ngầu. Ở trong lớp mình khá là ngầu, thằng nào bướng cái là hack luôn, quách select quách luôn. Nói chung là sát gái hết đấy anh em ạ. Đấy nó cũng gọi là một tài nẻ đấy. Thì sau này thì nó rất là hữu ích để cho các bạn ra cuộc sống. Đây mình thì cũng không nói là các bạn ra ngoài cuộc sống thì đi gian lận hay là đi lừa một cái gì, nhưng mà tóm lại là nó cũng khá là ngầu đấy các bạn ạ. Khá là ngầu so với cái nửa tuổi này thì khá là ngầu đấy các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ điểm danh một số các nhân vật nổi tiếng của server 5 có sức ảnh hưởng đến cả con game. Đấy, tại sao server 5 lại nhiều những nhân tố giỏi giang như thế. Đây, giỏi giang thì mình nói câu giỏi giang như thế. Thì ngoài những cái người bạn Khang gian lận kia ra thì còn những nhân tố nào mà nổi tiếng server 5 và cũng rất là có sức ảnh hưởng của cả một con game, tức là chỉ một server thôi nhưng có những nhân tố ảnh hưởng đến cả một cái con game tận mười mấy server. Thì mình với cả các bạn cùng đi đón xem thôi nào. Ok, thì bạn đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn là bạn YouTuber Toàn ARN. Thì bạn này thì có khả năng nha, mình nói có khả năng thôi, là chủ của Ngọc Rồng Blue cũng như là chủ của Ngọc Rồng Sao. Và trước đó khi chưa có động thì bạn này là chủ của rất rất nhiều các shop game. Và chính bản thân mình cũng trước đây cũng là cộng tác viên của một shop game của bạn này, là shop heyzo.vn. Và doanh thu của một người cộng tác viên như mình thôi là rất lớn rồi. Mà bạn này còn là chủ của shop nick này thì có rất là nhiều cộng tác viên như mình. Thì doanh thu nó gọi là rất rất khổng lồ luôn các bạn ạ. Nhưng sau đó bạn này ra phiên bản nậu, có khả năng thôi nhá, là Ngọc Rồng Blue đã làm điên đảo cả cái con game của Team Mobi. Và gần như Ngọc Rồng Blue gần như thay thế với bản chính luôn. Rất là nhiều người chơi, rất là nhiều người ấy. Nhưng mà anh em biết là nậu thì mãi mãi chỉ là nậu thôi, thì được vài ba tháng thì nó sập thôi. Nó làm gì có pháp lý đâu, nó làm gì có được nhà nước bảo vệ. Giống như kiểu là game Ngọc Rồng của chúng ta, một công ty đàng hoàng, một người kinh doanh đàng hoàng đâu. Thì đương nhiên thì sập là chuyện bình thường. Và sau khi sập thì bạn này lại ra Ngọc Rồng Sao. Đấy, nói chung là nó cứ vòng lặp. Kể cả bây giờ sập Ngọc Rồng Sao lại ra Ngọc Rồng khác. Tóm lại bạn này rất rất giàu, cực kỳ giàu luôn. Thậm chí bạn này sinh năm 99 các bạn nhé, thậm chí năm nay 25 tuổi nhưng giàu hơn rất nhiều các doanh nhân 5-70 tuổi mà kinh doanh truyền thống hàng vài chục năm, thậm chí thế luôn. Thế nên là các bạn phải gọi là mức tiền nó gọi là kinh khủng cỡ nào. Thì tiếp theo, người thứ hai là Trùm Tun tên là Dũng Phạm. Thì bạn này thì có thể nhiều anh em không biết nhưng cũng có thể rất nhiều anh em biết. Thì bạn này là Trùm Tun Dương 11 này, Dương Doanh Trại Độc Nhãn này. Tóm lại là đôi khi là
không bán những cái có nhiều tool không bán ra ngoài, nhưng mà cũng rất là nhiều tool. Và một cái sự kiện rất là lớn đó là bạn này thì bung dưa hấu của sự kiện Hùng Vương, mình cũng không nhớ là năm bao nhiêu, hình như năm 2022 thì phải. Nói chung rất là ngầu luôn, chat thế giới rồi bung dưa hấu rồi đi tặng dưa hấu cho từng người một, nói chung là khá là ngầu mà khiến AD phải vào cuộc luôn, khiến AD phải khóa nick bạn này. Nói chung là mình thấy thì khá là ngầu đấy anh em ạ. Còn người thứ ba thì phải kể đến là Trùm Dương, là Nguyễn Phi. Và bạn này thì là chủ của group King Garot và mình là AD trong group này. Và bạn này thì trùm đi Dương 11 rồi và Dương và đi doanh trại độc nhãn. Trước đây thì doanh trại độc nhãn, như bây giờ thì là Dương 11. Tóm lại là số lượng nick đi thì mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là nó phải tính bằng nghìn. Sợ lắm, nói chung là nhiều nick, là một ngày ra nhiều vàng lắm. Kinh khủng lắm các bạn ạ. Và ở server 5 của chúng ta thì còn rất là nhiều các idol khác và rất nổi tiếng, và có thể một người thôi như làm ảnh hưởng đến cả con game, thậm chí còn cả những cái con game khác, thậm chí còn nổi tiếng ở cả cái lĩnh vực game online Việt Nam nữa, rất là kinh khủng luôn. Thế nên là anh em cũng có thể thấy được là game Ngọc Rồng tuy nhỏ bé nhưng mà còn rất nhiều nhân tài, rất nhiều người giỏi, rất nhiều idol. Thì anh em hãy follow kênh của mình để hiểu biết hơn mỗi ngày nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em hãy like và đăng ký subscribe cho mình để video mình dễ lên xu hướng nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Anh em nhớ mua nick nên shop nick nạp 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha.